đặc điểm của khí hậu miền Bắc là nóng, mưa nhiều, độ ẩm cao. Những điều kiện này hoàn toàn không phù hợp cho sự sinh trưởng của cây nho. Tuy nhiên, với giống nho Hạ Đen có nguồn gốc từ Trung Quốc này thì lại khác. Nhờ sức chống chịu tốt, những cây nho Hạ Đen vẫn ra hoa cho quả sai chĩu tại nhiều đồng đất miền Bắc như Bắc Giang, Hà Nội, Sơn La. Từ đây, bà con nông dân, người tiêu dùng đã có thể hưởng trái nho thơm ngọt được trồng ngay trên đất Bắc. Giống nho này có gì đặc biệt? Chúng đã được nghiên cứu chọn tạo đưa về Việt Nam như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Nhà nông tin dùng ngày hôm nay. Những chùm nho sai chĩu quả, những luống nho thẳng hàng đều tăm tắp. Khi mà nhắc đến những cây nho thì người ta sẽ thường nghĩ ngay đến mảnh đất Ninh Thuận, một vùng đất mà có độ ẩm thấp, ít mưa và thời tiết thì khô nóng là một điều kiện thích hợp để cho cây nho sinh trưởng và phát triển. Thế nhưng vườn nho tôi đang đứng đây lại là tại xã Phương Đình của huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tại sao mà địa phương này có thể trồng thành công cây nho? Bí quyết nằm ở giống nho Hạ Đen. Và cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chỉ khoảng một tháng nữa thôi, những chùm nho Hạ Đen này của gia đình ông nội sẽ cho thu hoạch vụ thứ hai với năng suất ước đạt 3,5 tạ một sào. Thời gian này, gia đình ông đang tập trung vào những công việc quan trọng quyết định đến năng suất, mẫu mã của những trái nho. Quả này nhá, là nó nằm vào trong này là phải bỏ này, không có là lúc về sau là nó chèn nó sẽ bẹp, nó chín nó sẽ bẹp. Đấy, và tỉa cho nó thưa ra. Một chùm này chỉ để nên để là chỉ 70 đến 80 quả thôi. Và mình tỉa là phải tỉa liên tục ấy, khi nào mà thấy nó được thì thôi. Trạm khuyến nông chúng tôi cũng đã triển khai một số các cây giống nho ấy, như là nho xanh Ninh Thuận, nho tím Ninh Thuận, thì tất cả các cái mô hình chúng tôi triển khai thì đều chất lượng quả nó không đạt yêu cầu. Thì năm vừa qua thì ông nội ông ấy có đầu tư cái mô hình trồng nho Hạ Đen này. Sau khi mà chúng tôi xuống thì thử thì cái độ đường ngọt đạt yêu cầu, mẫu mã đẹp, hình dáng quả và trọng lượng cũng rất là tốt. Với sự khuyến khích hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông huyện, ông nội bắt đầu trồng thử nghiệm một sào nho Hạ Đen từ tháng 3 năm 2019 với chi phí đầu tư là 45 triệu đồng, bao gồm giống, hệ thống lưới bạt, tưới nhỏ giọt. Sau 7 tháng, cây cho thu hoạch lứa quả đầu tiên với năng suất đạt 3,5 tạ. Sản phẩm được thương lái thu mua toàn bộ với giá 150.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi gần 40 triệu đồng. Theo ông nội, từ năm thứ hai, cây có thể cho năng suất gấp đôi năm đầu tiên. Gia đình tôi cũng mạnh dạn đầu tư và làm thử. Trong năm 2019, là 120 cây, tháng 10 năm ngoái đã cho thu hoạch. Đến bây giờ phút này cũng gọi là đã thành công. Giá trị như hiện nay, ví dụ một sào các cây giống ngô khác như cà chua, thì chỉ 10 triệu một sào thôi, nhưng cái này cho thu nhập tới 30 đến 40 triệu đồng một sào thì giá có cái giá trị kinh tế rất là cao. Còn tại Sơn La, những trái nho Hạ Đen cũng đã được người dân đón nhận tích cực, thậm chí gieo trồng với diện tích lớn. Khi đưa cái giống nho Hạ Đen này về đây trồng thì tôi cũng rất là lo, nhưng đến giờ phút này tôi khẳng định với mọi người là đã thành công. Thế và tôi cũng mong muốn một điều rằng là cái nho Hạ Đen này không những là gia đình nhà tôi sẽ trồng và tất cả bà con nông dân ở Sơn La đều trồng và phát triển cái vùng Sơn La này thành cái vùng nho của đất nước Việt Nam mình. Theo ông Khánh, tại miền Bắc thì Sơn La là vùng đất thích hợp nhất để cho nho Hạ Đen sinh trưởng và phát triển. Dù không đòi hỏi quá khắt khe về khí hậu, nhưng giống nho Hạ Đen lại mẫn cảm với một số sâu bệnh thường gặp như bọ trĩ, sâu xanh da láng, sương mai. Vì vậy, ông Khánh đã đầu tư nhà lưới trị giá hàng tỷ đồng để bảo vệ hơn 1 hectare nho. Bước đầu thấy được hiệu quả kinh tế từ giống nho Hạ Đen, ông đã chủ động nhân giống và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cho người dân trong địa phương. Từ những công nhân làm thuê, nhiều người cũng đang mong muốn tự mình làm chủ vườn nho như thế này. Xong quá trình được đào tạo và làm việc ở đây, nếu mà một thời gian về sau mà không làm trong đây nữa thì cũng tôi cũng đủ tự tin để ra ngoài mình có thể
trồng trọt và canh tác đạt hiệu quả như thế này. Nhờ áp dụng đúng những quy trình kỹ thuật được chuyển giao, sản phẩm nho Hạ Đen thu hoạch từ vụ trước của bà con Sơn La, Hà Nội được đánh giá có mẫu mã đẹp, đạt chất lượng, không kém hơn so với cây được trồng trước đó tại Bắc Giang. Hạ Đen là giống nho đen không hạt, năng suất cao, chống chịu tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm, chín sớm, được Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây Trung Quốc nghiên cứu và chọn tạo. Kể từ tháng 3 năm 2017, giống nho này đã được Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Nông lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang tiến hành khảo nghiệm trên diện tích 3.500m2 với số lượng 800 cây. Ở đây thì chúng tôi đánh giá trên rất nhiều các cái phương diện đối với một cái giống cây trồng mới, từ việc là đánh giá cái sự thích nghi của cái giống nho Hạ Đen tại cái địa bàn của cái khu vực miền Bắc Việt Nam, trồng đối chiếu với những cái giống nho mà hiện nay đang trồng phổ biến ở Việt Nam và đối chiếu trên tất cả các cái phương diện khác về kỹ thuật. Một trong những ưu điểm của giống nho Hạ Đen là có thời gian sinh trưởng ngắn. Cây trồng sau một năm đã có thể cho thu hoạch. Thời gian tính từ khi cắt cành cho đến khi thu hoạch quả chỉ khoảng 110 tới 120 ngày, ngắn hơn nhiều so với một số giống nho chủ đạo đang được trồng tại Ninh Thuận. Do đó, nếu can thiệp kỹ thuật tốt, nho Hạ Đen có thể cho thu tối đa 3 vụ một năm. Cột bê tông làm trụ đỡ, hệ thống tưới nước tự động và tấm bạt phủ hạn chế cỏ dại. Theo các chuyên gia, đây là những thiết bị không thể thiếu đối với canh tác nho Hạ Đen tại miền Bắc. Trên này thì chúng ta phải có cái lưới căng. Mục đích của cái lưới này là tránh mưa, nhất là trong điều kiện của cái đồng đất miền Bắc này mưa rất nhiều, hoặc là những cái tháng này bắt đầu vào mùa mưa. Mưa xuống thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng làm cho độ ẩm cao, mà nho thì phải phù hợp, chúng ta phải điều tiết trong cái độ ẩm của nó khoảng 50 đến 60%, và độ ẩm trên 70% thì nấm bệnh nó phát triển rất là mạnh. Hệ thống bạt ở dưới đây để chúng ta hạn chế cái cỏ dại thì đỡ công chăm sóc. Thứ hai là khi mà có bạt này thì cái độ ẩm nó bốc lên, nó hạn chế. Để trồng thành công giống nho Hạ Đen, kỹ thuật cắt tỉa cành và quả rất quan trọng. Theo đó, sau mỗi vụ thu hoạch, bà con cần tiến hành bấm ngọn, tỉa chồi nách để kích thích ra hoa đậu quả cho vụ tiếp theo. Thời gian cắt tỉa thường vào tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Mặt khác, cắt tỉa cành, lá già sẽ giúp cho cây thông thoáng hơn, giúp hạn chế sâu bệnh hại. Đồng thời cắt tỉa bớt quả trong mỗi chùm như thế này là yêu cầu cần thiết. Tỉa bỏ những các cái lá già nó không còn tác dụng đến để nuôi cái quả nữa. Và thứ hai nữa là mình phải đi dọn bỏ các cái mầm chồi nó không được đẹp cho lắm. Thì nó ảnh hưởng đến cái chùm quả. Thì là mình phải bấm bỏ để cho nó tập trung, lúc này nó đang nuôi quả thì mình làm để cho nó tập trung tất cả để cho nó nuôi quả. Nếu mà mình không làm cái công việc này thì nó làm cho cái quả nó sẽ bé đi, vì nó không được tập trung nuôi dưỡng vào cái chùm quả. Khi đã áp dụng đồng bộ những biện pháp kỹ thuật như vậy, cây nho sẽ ít nhiễm dịch bệnh hơn. Đối tượng sâu bệnh mà bà con cần quan tâm đó là ruồi đục quả. Và đây là biện pháp để phòng trừ chúng. Sau khi cắt tỉa để đảm bảo số lượng quả nho trên mỗi chùm, bà con cần sử dụng túi bao chuyên dụng để bao các chùm quả lại. Thứ nhất là để chống côn trùng và chim, chuột. Thì nó sẽ thấy mùi thơm và nó sẽ đến nó phá cái chùm nho này. Thứ hai nữa là để mình khi mà cây mình nó có bệnh thì mình phun thuốc để cho cái bọc này nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề thuốc bám vào quả. Ta giữ cái chất lượng quả nó được sạch sẽ. Nho Hạ Đen được đánh giá là loại trái đặc sản, có tiềm năng thay thế cho một số cây ăn trái truyền thống tại miền Bắc, có thể trở thành cây chủ lực mới tại miền Bắc trong tương lai.